Chào mừng tất cả quý khách hàng. Bên cạnh anh chị, dòng MPV 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc cũng như đang lắp ráp trong nước, mức giá chỉ có hơn 600 triệu đồng, bảo hành thì lên đến 5 năm. Trong những ngày đầu tháng 3 năm 2023, Toyota Veloz đang nằm trong đợt chương trình khuyến mại xả kho cực lớn anh chị ạ. Nào, đầu tiên là chúng ta sẽ chia sẻ nhanh đó chính là cái phần giá bán. Giá niêm yết của xe cũng chỉ từ 658 triệu đồng cho phiên bản ECVT hay như phiên bản top ở bên cạnh anh chị ở đây, tăng thêm hệ thống Toyota CitySense, camera 360 độ hay la răng lên đến 17 inch. Tuyệt vời đúng không ạ? Thì có giá niêm yết chỉ từ 698 triệu đồng. Nhưng chưa hết đâu anh chị ạ. Ở đợt này thì chúng tôi đang bán song song hai tùy chọn. Số lượng của những chiếc xe nhập khẩu còn lại xả kho hay những chiếc lắp ráp trong nước thì đều có chương trình khuyến mại lên đến 450 triệu đồng. 450 triệu đồng anh chị ạ. Chưa bao giờ một dòng MPV lại được cho khách hàng cái sự hỗ trợ tuyệt vời lớn đến như vậy. Chúng tôi sẵn hàng đủ màu để giao ngay. Anh chị có thể nhìn thấy ngay ở đây không ạ? Khách hàng đang được tư vấn viên của chúng tôi là tư vấn đấy, tư vấn để hướng dẫn cái thủ tục mua xe online, giao xe ngay, giao toàn quốc, trả thẳng và trả góp. Với gói trả góp thì sao nào? Trả góp thì vay được lên đến 7 năm, vay được đến 80% giá trị xe. Thời gian vay cực kỳ linh hoạt, anh chị vay từ 6 tháng đến tận 7 năm luôn. Thủ tục rất đơn giản và bảo hiểm, chúng tôi sẽ tặng gói bảo hiểm chính hãng của Toyota, hướng dẫn anh chị những thủ tục, quy trình và lựa chọn những phụ kiện chính hãng. Không chỉ có vậy, chúng tôi còn hỗ trợ bảo dưỡng 1.000 miễn phí, thay dầu 5.000 km miễn phí. Được các hướng dẫn viên bên tư vấn lễ tân hướng dẫn anh chị thủ tục cực kỳ đơn giản. Hay như anh chị mua xe sau bán hàng thì chúng ta còn được gì ạ? Cà phê, sinh tố, mọi thứ hoàn toàn miễn phí. Còn ngắm được luôn, đó chính là quy trình xe của mình thì chúng ta bảo dưỡng xong, chúng ta nhìn thấy là xe đang bảo dưỡng những gì. Đó, xe đang bảo dưỡng là sắp xong chưa và được phục vụ đầy đủ gì. Đây là những cái phụ kiện chúng ta lựa chọn, tùy chọn, bảng giá tiêu chuẩn được áp luôn. Anh chị có thể nhìn thấy được rằng là đây, những cái cấp này, đi một cái chiếc xe như đây này, Innova này, tổng nó có 691 ngàn đồng, anh chị bảo dưỡng. Ở trên này, Vios 533 nghìn, mỗi lần chúng ta, còn nội cứ quen về phần bảng giá, đó. Phần bảo dưỡng này thì sẽ được cố vấn, hướng dẫn chi tiết và tận tình. Bảo dưỡng xe, sử dụng xe Toyota thì nó quá rẻ rồi, từ hơn 500 nghìn đồng thôi. Còn giờ chúng ta sẽ quay trở lại chiếc Toyota Veloz. Rồi đó chính là chia sẻ bảng giá, chương trình khuyến mại cực kỳ là chi tiết. Số lượng xe đang sẵn hàng đủ màu, giao ngay, giao toàn quốc. Vậy chiếc Toyota Veloz sẽ lăn bánh chính xác là như thế nào cho từng vùng miền ra làm sao? Chúng ta sẽ sang phần review cực kỳ là chi tiết một chiếc Toyota Veloz ở thế hệ mới trước khi đi đến phần tổng kết. Xin mời anh chị. Chi tiết ở phần phía đầu xe của Toyota Veloz, ưu ái đầu tiên sẽ đến từ cụm đèn pha cốt full LED kết hợp với giải đèn LED ban ngày và hệ thống xin nhan tuần tự cực kỳ là nổi bật. Dần xuống dưới chúng ta có đèn sương mù công nghệ halogen cho khả năng bám đường rất ấn tượng. Và gì nữa nào? Ở phiên bản cao cấp này thì chúng ta còn được trang bị hệ thống camera 360 độ cho khả năng di chuyển linh hoạt cũng như là chúng ta an toàn hơn khi vào những cái cung đường khó. Logo mạ chrome sang trọng và sáng bóng. Tiếp tục chúng ta có gì nào? Đó chính là cái phần nắp cabo với những cái đường gân dập nổi, khí động học như thế này, giúp xe thể thao, khỏe khoắn, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Không chỉ có vậy đâu ạ, khoảng sáng gầm của Veloz còn được mệnh danh là cực cao khi lên đến 205mm, di chuyển linh hoạt không chỉ trong phố và những cái cung đường gồ ghề. Tiếp đến ở phần bên thân xe, thân xe thì còn được trang bị hệ thống la răng lên đến 17 inch cho phiên bản top dạng phay đúc, rất nổi bật luôn. Nào, anh máy quay sẽ tiến gần hơn để chúng ta có thể ngắm nhìn. Đó chính là cái phần mặt gương của phiên bản top trang bị là hệ thống cụp gương tự động cảnh báo điểm mù ở trên gương. Rất tuyệt vời rồi, đúng không ạ? La răng đây, nào chúng ta quay dần xuống. La răng 17 inch dạng phay đúc. Xe trang bị là 4 bánh phanh đĩa, còn cái thông số lốp sẽ là 205/50R17. Lốp Bridgestone.
Tiếp đến chúng ta có gì nào? Chúng ta sẽ có phần nẹp dọc nóc xe ở trên cao hay đường viền chân kính ốp inox cực kỳ là sang trọng. Tay nắm cửa thì tích hợp luôn cái phần cảm ứng nhiệt vân tay để đóng mở cửa dễ dàng. Di chuyển dần xa phần phía đuôi sau, chúng ta sẽ có gì? Xin mời di chuyển. Phía đuôi phía sau của Toyota Veloz phiên bản top màu đen. Nào, từ phía trên chúng ta có anten vây cá mập cho khả năng khuếch đại sóng radio bắt rất tốt luôn. Toàn bộ phần đèn hậu ở phía sau lăng téc căng ngang hết như thế này. Logo Veloz nổi bật. Hay chúng ta còn có chữ Cross ở phía bên phải này nữa. Hai cảm biến cảnh báo va chạm sau kết hợp với camera lùi. Trên gương cũng có camera 360 độ. Phần cốp sau thì sao nào? Cốp rất rộng, 7 chỗ ngồi, ghế gập phẳng. Nội thất của Toyota Veloz thì phần ghế đã gập phẳng hoàn toàn luôn. Lúc nữa thì chúng ta sẽ ngồi vào bên trong. Ghế sẽ là da pha nỉ. Nào anh ấy quay tín gần hơn. Đến 7 chỗ ngồi liền. Rất tuyệt vời luôn. Đúng không ạ? Rất hay. Phần cốp rất rộng rãi rồi. Cam 360. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Chỉ từ 5,4 lít trên 100 km theo cái tem thông số nhiên liệu nó như thế này. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Anh chị có thể nhìn thấy. Ok rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào bên trong phần nội thất xe để tìm hiểu chiếc Toyota Veloz. Xin mời anh chị. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong nội thất tổng quan chi tiết của chiếc Toyota Veloz Cross phiên bản top năm 2022. Nào, từ phần phía tappi cửa thì chúng ta sẽ có những cái điểm nhấn màu kem trên cái màu đen như thế này. Rất sang trọng. Xe trang bị hệ thống cụp gương tự động tích hợp với điều chỉnh tất cả các kính bằng điện. Và cái hộc để đồ nó sẽ rất rộng rãi. Ghế thì vẫn chỉnh tay lên đến 6 hướng, rất dễ chịu. Chúng ta có một cái hộc để đồ ở đây. Anh mới quay tiến gần hơn một chút nữa để chúng ta có thể nhìn thấy một cái chi tiết nổi bật. Nào quay vào đây ạ. Đó chính là gì nào? Lần đầu tiên một dòng xe hơn 600 triệu đồng trang bị hệ thống tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, tự động dương pha khi không có xe đối diện. Tuyệt vời đúng không ạ? Một trong những cái tính năng mà cực kỳ nổi bật. Hệ thống kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử. Còn bên trong nội thất xe như thế nào? Chúng ta sẽ cùng di chuyển. Thì Văn Hội đang ngồi bên trong tổng quan giao diện mới nhất của chiếc Toyota Veloz phiên bản Cross Top năm 2022. Ấn tượng đầu tiên đó chính là khi mà vào trong một chiếc xe hơn 600 triệu đồng, khoang lái quá tuyệt vời luôn. Toàn bộ cái bảng đồng hồ điện tử ở trung tâm kết hợp với màn hình giải trí đa thông tin lên đến 9 inch, kết nối CarPlay và Android Auto không dây. Chúng ta có gì nữa nào? Toàn bộ là vô lăng khâu da, chế độ lái Driver Power Eco rất tuyệt vời, điều hòa tự động, phanh tay điện tử. Phanh tay điện tử là một trong những cái điểm rất ấn tượng. Và hệ thống gì ạ? Sạc không dây. Nào chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng phần một để thấy được điều tuyệt vời này. Toyota Veloz 2022 kể cả hai phiên bản CVT và bản top đều trang bị là sạc không dây và hệ thống phanh tay điện tử. Đây đó chính là hệ thống phanh tay điện tử tích hợp tính năng Black Hole giữ phanh tự động. Di chuyển dần lên thì chúng ta thấy được là xe trang bị là hộp số CVT vô cấp kết hợp với chế độ lái thể thao Sport. Anh chị có thể nhìn thấy đây không ạ? Chế độ lái thể thao Sport. Dần lên trên nữa thì xe trang bị là một chiếc chìa khóa thông minh Engine Startup. Chúng ta cũng sẽ ngắm nhìn cái phần chìa khóa. Đây là chìa khóa của xe. Chìa khóa của xe thì nút khóa cửa sẽ tích hợp liền với phần logo này. Rất sang trọng nhá. Nút mở cửa, khóa cửa là tích hợp liền với logo. Rồi ở màn hình giải trí thì chúng ta có gì? Trên màn hình giải trí thì chúng ta có hệ thống kết nối Android Auto và CarPlay. Đặc biệt nhất nữa là hệ thống âm thanh trang bị lên đến 6 loa. Rất tuyệt vời. Rất nhiều cái phần cài đặt bổ trợ đúng không ạ? Và có chỉnh equalizer luôn. Hệ thống điều hòa tự động được tích hợp. Dần sang phía bên trái chúng ta có bảng đồng hồ trung tâm hiển thị trực tiếp bằng điện tử. Còn đây hệ thống cảnh báo lệch làn đường, tiền va chạm.
Ở màn hình trung tâm này thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái hiển thị đặc trưng, chúng ta có thể cài đặt theo ý muốn được. Rất hay đúng không ạ? Và km/h bằng điện tử. Hệ thống đèn full LED và kết hợp với hệ thống đèn tự động. Hệ thống gạt mưa trước sau cũng sẽ được trang bị. Đây là tổng quan bên trong. Tổng quan bên trong với vô lăng khâu bọc da. Trên vô lăng thì chúng ta còn có thêm điều khiển chip A, điều khiển volume cũng như là hệ thống đặc biệt nhất mà Văn Hội muốn giới thiệu đến. Hệ thống camera 360 độ. Đây là hệ thống camera 360 độ sẽ được trang bị lên trên màn hình theo xe. Dần tiếp nào, chế độ lái. Chúng ta có chế độ lái là Power, Eco. Chúng ta tùy chọn vào cái cung đường của chúng ta. Hệ thống thoại rảnh tay cũng như là chuyển hệ AM, FM, Bluetooth và chuyển kênh. Chúng ta có thể chuyển bài hát, next bài hát được. Rất tuyệt vời. Một cái không gian, một dòng xe mà hơn 600 triệu. Chính xác là nếu mà phiên bản top này sẽ là 688 triệu đồng. Những trang bị cực kỳ là cao cấp sẽ được tích hợp trên chiếc xe. Còn nữa thì sao? Đó chính là ở các phần hộc để đồ phụ này. Chúng ta sẽ để đây để những cái chai nước hoặc là cái phần cốp phụ cũng sẽ rất rộng rãi. Đây là cái phần cốp phụ của xe, logo Veloz này. Xe trang bị hệ thống an toàn lên đến là 6 túi khí. Kết hợp với hệ thống Toyota Safety Sense. Hệ thống Toyota Safety Sense, phanh tự động, cảnh báo lệch làn đường. Tuyệt vời đúng không ạ? Màn hình giải trí đa thông tin rồi. Còn ở hàng ghế sau thì là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng di chuyển. Đây là hệ thống hàng ghế thứ hai của Toyota Veloz năm 2022. Rất nhiều điểm mới, rất nhiều điểm đáng mua luôn. Đầu tiên đó chính là hệ thống điều hòa ở hàng ghế thứ hai thì chúng ta có thể chỉnh được tốc độ quạt gió. Nào, chúng ta sẽ tiến gần hơn một chút xíu để mới thấy được. Hệ thống chỉnh cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai rất thoải mái. Rất thoải mái, chỉnh tốc độ gió luôn. Rất tuyệt vời. Nào, dần xuống dưới, một trong những thứ mà lại theo xe luôn đó chính là phần lưng ghế. Lưng ghế của chúng ta thì sẽ có những cái hộc để đồ rất tuyệt vời như thế này. Và cái lưng ở dưới, cả hai bên hàng ghế luôn nhá. Xuống dưới thì chúng ta có đến hai cổng sạc nhanh và một cái hộc để chai nước ở đây nữa. Được là mệnh danh là một chiếc sofa di động trên đường dài, Toyota Veloz năm 2022 ghế hàng thứ hai không chỉ là tiến lùi được mà còn có thể gập 50-50, gập phẳng được. Anh chị có thấy tuyệt vời không ạ? Thì chúng ta sẽ test thử luôn ạ. Không chỉ có gập phẳng như thế này, mà chúng ta còn khi mà tháo cái phần đầu gối này ra nhá, thì chiếc Veloz của chúng ta khi mà tiến phần ghế này lên sẽ gập phẳng được. Gập phẳng được cả ngửa ra đằng sau luôn ạ. Sẽ làm cho anh chị nhìn thấy luôn ạ. Gập phẳng được cả ngửa ra đằng sau. Sofa di động, tuyệt vời đúng không? Vừa rồi đó chính là review cực kỳ là chi tiết chiếc Toyota Veloz phiên bản top màu đen cực kỳ là nổi bật. Vay trả góp thì sao? Lãi suất chỉ từ 0,6%, vay đến 7 năm, vay đến 80% giá trị xe. Một chiếc Veloz anh chị cứ chuẩn bị cho em khoảng 300 triệu đồng cho phiên bản top là chiếc xe đã nằm trong nhà anh chị rồi. Chi tiết là như thế nào? Anh chị liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền để đội ngũ tư vấn xe của chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý anh chị gà một cách chi tiết và chu đáo nhất. Hãy liên hệ ngay hotline phía dưới và đừng quên đăng ký ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye.